liên quan tới vụ tài xế nằm trên yên xe máy lao vun vút trên đại lộ Thăng Long mà chúng tôi đã thông tin. Ngày 24 tháng 2, lãnh đạo công an quận Nam Từ Liêm thành phố Hà Nội cho biết, đơn vị đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Bùi Thái Sơn, 27 tuổi để làm rõ về hành vi gây rối trật tự công cộng. Kết quả điều tra từ công an quận Nam Từ Liêm xác định, quá trình nằm trên yên xe máy, Bùi Thái Sơn điều khiển phương tiện với tốc độ cao khoảng 70 km/h, và vượt qua nhiều ô tô đi cùng chiều, bị camera giám sát trên ô tô của người dân ghi lại, đăng tải trên mạng xã hội. Trước đó, đội cảnh sát giao thông số 11 cho biết, chủ xe máy trong đoạn clip sinh năm 1986 hiện đang sống tại Nam Từ Liêm, Hà Nội. Chủ xe cho biết chiều 18 tháng 2, người giúp việc cho gia đình anh là Bùi Thái Sơn đã lấy chiếc xe này đi chơi. Làm việc với đội cảnh sát giao thông số 11, Sơn thừa nhận có lấy xe máy đi chơi, sau đó chạy xe vào đường cao tốc của đại lộ Thăng Long từ lối vào hầm chui Trung Hòa. Đồng thời, thanh niên này còn thừa nhận hành động trên đã từng được sơn thực hiện một lần khác, hồi tháng 6 năm 2023.